xin chào quý vị và các bạn chào mừng quý vị đến với kênh khám phá lịch sử hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một nhân vật lịch sử đầy tranh cãi đó là lưu bang vị hoàng đế khai quốc triều đại nhà hán lưu bang từ một người xuất thân bình dân đã vươn lên trở thành vị hoàng đế đầu tiên của nhà hán câu chuyện về ông gắn liền với nhiều giai thoại từ việc chém rắn khởi nghĩa cho đến việc cai trị đất nước sau khi lên ngôi theo một số tài liệu lịch sử lưu bang xuất thân trong một gia đình nghèo khó thuở nhỏ ông không được học hành tử tế lớn lên lại lêu lỏng ông từng làm đình trưởng một chức vụ tương tự như người đi mộ phu hoặc trông coi một nhóm thanh niên sung phong ngày nay cá nhân tôi nghĩ rằng con đường đến với ngai vàng của lưu bang khá ly kỳ có câu chuyện kể rằng lưu bang đã bịa ra chuyện chém rắn trắng để lấy lòng dân giống như việc tiêu diệt một con quái vật gây hại cho dân lành vậy Điều này đã khiến dân chúng tin rằng ông có chân mệnh thiên tử và ủng hộ ông khởi nghĩa chống lại nhà Tần. Bên cạnh đó, đội ngũ bề tôi của Lưu Bang cũng là một đề tài thú vị. Họ đến từ nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội. Có người từng là viên lại, có người làm nghề đồ tể, mã phu, người bán hàng rong, nhạc công, ngư dân, thậm chí có cả tội phạm. Chỉ có một số ít là trí thức. Quý vị nghĩ sao về một đội ngũ như vậy? Theo các tài liệu lịch sử, sau khi giành được thiên hạ, Lưu Bang và các bề tôi của ông có lối sống khá phóng túng. Sử sách ghi chép lại rằng, triều đình thời đó khá bát nháo, vua tôi không phân biệt trên dưới, ăn nói tục tiểu, cử chỉ thô lỗ. Điều này hoàn toàn trái ngược với lễ nghi của Nho Gia thời bấy giờ. Với tư cách là người nghiên cứu lịch sử, tôi nhận thấy rằng câu chuyện về Lưu Bang và triều đình của ông phản ánh một giai đoạn lịch sử đầy biến động. Sự thay đổi triều đại, sự chuyển giao quyền lực luôn kéo theo những xáo trộn trong xã hội. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc Lưu Bang tiếp thu văn hóa và lễ nghi triều chính. Ban đầu, Lưu Bang không coi trọng việc học. Ông cho rằng việc thâu tóm thiên hạ bằng vũ lực là đủ. Tuy nhiên, sau đó, ông đã được thuyết phục bởi Lục Giả, một vị quan văn. Lục Giả đã cho Lưu Bang thấy tầm quan trọng của văn hóa và lễ nghi trong việc cai trị đất nước. Từ góc nhìn của tôi, việc Lưu Bang chấp nhận thay đổi là một bước ngoái quan trọng. Nó cho thấy ông là một người biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác. Điều này cũng góp phần củng cố quyền lực của ông. Cuối cùng, chúng ta có thể thấy rằng Lưu Bang là một nhân vật lịch sử phức tạp với nhiều mặt đối lập. Ông vừa là một người xuất thân bình dân, vừa là một vị hoàng đế khai quốc, ông vừa có những hành động tàn bạo, vừa có những quyết định sáng suốt câu chuyện về lưu bang vẫn còn nhiều điều để chúng ta khám phá khám phá lịch sử xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe hẹn gặp lại quý vị trong các tập podcast tiếp theo